Dừng, 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 dừng. Đây, nhà này, nhà này, nhà. Đâu? Cái kia. Ui, mít sai đấy. Lại chả sai. Tao rình từ lúc chủ nhà mới ra mầm cây cơ. Nhưng mà mít to như này mình tao không ăn hết đâu. Mày tuổi gì mà được ăn? Riêng mày cho nhị. Ừ, khoảnh nó vừa. Bố mẹ thèm chắc. Mày thích ý kiến không? Không. Ở đây canh để bố mày còn vào luộc. Thấy động tĩnh nguy hiểm phải nhảy tao biết chưa? Ờ, cứ vào đi. Ngoan thì tao còn xem xét cho một miếng. Chắc bố mày cần. Đây rồi. Ai? À cô à. Cháu tìm gì đây? Cô là chủ trang trại gà này à? Ừ, sao? Cháu thấy mấy con gà trọi này đẹp quá, cháu định hỏi mua để về đá gà SEA Games. Đây là gà thịt. Ủa thế? Cháu nhầm tí mà. Thôi cháu về, cháu tìm chỗ khác nhá. Cháu về đây. Ngon. Ơ, vặt được rồi à? Chuyện, tao mà vặt thì chỉ có phân một. Đây, treo vào đây. Lái xe đi nhanh lên. Đây là mít tàu rồi, không phải mít ta. Mày mà biết phân biệt ư? Ờ. Mít nhà tao sao tao lại không biết? Ủa, cái múi mít của mày béo bổ lắm, chắc bố mới cho đi bộ về. Còn gì chăn trối nữa không? Dạ. Thằng Hiếu đâu? Ừ, em đây. Ở nhà thì liệu ra mà trông mà. Mày cứ rù rù trong phòng làm gì đấy? Em làm gì đâu? Mày tính liệu không? Mày tin tao tắt cái điện thoại của mày ra quốc lộ 6 không? Ra trong hàng đi. Mẹ về tận cả hai thằng bây giờ. Chị cứ vào nghỉ đi. Đánh đá thật đấy. Đá ế lại còn độc thân vui tình. Khách à, vào làm tí nước đã anh nhá. Từ sáng giờ ế nước quá, thiu cả chè. Ra đây. Cho anh cốc trà đá nhá. Anh uống chè gì? Chè thiu nhá. Cũng được. Anh ngó gì đấy? Anh đang chờ chuyến xe buýt đi Quảng Ninh. À, xe Quảng Ninh á? Cứ 2-5 phút là có một chuyến anh ạ. Thế em biết đường đi xuôi qua Hà Nội không? Ôi giời, em là thổ địa ở đây mà, thế mẹ không biết. Tí nữa nhá, anh cứ đi thẳng ra đường nhựa. Ok, anh đi tiếp 6 cây nữa, quay xe đi lại 6 cây đến Thanh Xuân. Nhá, anh rẽ trái xong quay xe 360 độ, đi thẳng đến ngã tư Sở. À, thế á? Vâng, nói chung em cũng thạo lắm, ai đi qua đây em chỉ đường nho chỉ có chuẩn thôi. À, thế thì cho anh hỏi, đường vào tìm chị gái trong nhà kia đi đường nào đây? Anh thích cái bà chị đánh đá trong kia. Cái gì đánh đá cơ? Không đánh đá gì đâu. Nói chung vào thì thôi cũng dễ thôi. Cốc trà đá của anh 5 lít nhá. Ừ, rẻ. Thế thì lại bị đơn giản quá. Thì anh cứ vào tiếp chuyện đi nhá. Chỉ cô đơn lắm. Chị nhà tên gì ấy? Linh. Ui được, cảm ơn em trai nhá. Anh cứ chơi nhá. Cảm ơn em trai nhá. Chào Linh. Linh cho anh xin in từ. Hiếu ơi. Hiếu. Con lợn nào rút điện bố mày đấy. Đang chơi. Mẹ. Mày vừa nói cái gì đấy? Đâu, con định bảo con đi mua con lợn đất cho bố con cất quỹ đen. Nghe tao dặn này. Đã. Tí nữa có một anh là họ hàng xa trên quê vào nhà mình, liệu hồn mới tiếp đãi cho tử tế. Anh ấy thích gì thì cho anh ấy lấy biết chưa? Vâng. Tao đi đây. Nhớ về muộn mẹ nhé. Sao lại thích gì thì cho anh ý lấy nhỉ? À đây rồi. Con chó này. Cú cú. Lại gì đấy? Anh là cái anh họ hàng xa đấy đúng không? Đúng rồi, anh tên là họ hàng xa. Ui giời. Tiếp gì một lời mà không gọi thằng em một câu, cứ để thằng em để đợi. Đây nhá, nhà cửa em chỉ có thế thôi. Anh ăn gì, uống gì, thích gì thì cứ lấy nhá. Ui thật á? Vâng, mẹ em dặn mà. Cái tivi nghe vẻ ngon nhỉ? Đấy bao nhiêu ấy? Thôi anh cứ tự nhiên như là khách nhá, em vào bếp cả. Tự nhiên nhá. Sao rồi? Lấy thoải mái. Ngon. Vào đây bên tivi. Bên cẩn thận nhá. Có mà mày. Thôi, tao cẩn thận đấy. Hai, mày vào bếp xem còn cái gì không để con húp nốt. Ghê. Mày làm cái gì mà lâu thế? Các anh lấy được nhiều chưa? Bọn anh ổn định rồi. Thế thôi bọn anh cũng đi về đấy nhá. Sớm thế.
Ở nhà một mình thì cẩn thận nhá, trộm cắp nhiều lắm đấy. Anh yên tâm, tuổi gì mà lấy được của em. Anh về đây nhá, thượng lộ làm ngang anh nhá. Ô, mẹ đã về rồi á? Ừ, nhà cửa có ổn không đây? Ui, có chứ, con vừa tiếp hai anh họ hàng xa hơi bị long trọng đấy. Họ hàng nào cơ? Cái anh họ hàng xa mà mẹ dẫn con lúc sáng ấy. Tao dặn mày lúc nào? Tao vừa đi du lịch 2 ngày về xong mà. Ừ, sao lại 2 ngày? Mẹ vừa ở nhà sáng nay mà. Tao đi đây. Nhớ về muộn mẹ nhé. Ôi, nóng thế. Ấy, tao dụ nó rồi đấy, đến lượt mày vào đây. Để tao. Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi? Dạ thì Ê, tưởng thế nào? Anh em mình khôn phết nhờ.